Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với số tiếp theo của Lunch Break. Và mình là Kiên Phạm. Mình là Xin Phạm. Thì hôm nay bọn mình lại tiếp tục đổi cái background, đổi chỗ. Thì đây là một cái công viên gần nhà của mình. Anh Xin thì vừa mới quay xong một cái voiceover, mình thì vừa mới họp xong. Và anh em nhau ra công viên ngồi ăn, ra công viên ngồi ăn nghỉ trưa tí. Như các bạn thấy ở trên cái video ấy, thì cái công viên này khá là to và kiểu trời hôm nay cũng kiểu khá là nhã luôn nhỉ, gió kiểu chói tả cho người kiểu gì nhỉ? Kiểu công nhận ngày nào ở đây cái tầm mùa thu này cũng là ngày rất là đẹp ấy. Công nhận đấy. Và hôm nay thì mình đã chọn ăn ôm mự rai sự là rice à? Ừ, ôm mự rai sự là cơm trứng với cả cơm thường trứng là cho ketchup nữa. Đúng rồi. Nhật là thích. Còn cái này là demi, là sốt demi. Ở dưới này có ketchup nha, sốt demi là cho cái miếng hamburger. Ok. Và có một ít spaghetti. Spaghetti. Còn mình là một quả mua hơi Nhật Bản đấy, karage. Rồi với tí trứng, rau xào thứ. Ok. Ngoài ra còn đây, còn ăn kèm thêm một ít gà rán nữa. Ăn kèm thêm một ít gà rán. Khoe mọi người quả Sicilian mình nát chiên nohi này, có hình ăn nhà. Nhật quảng cáo anime đâu cũng quảng cáo nhỉ? Thật, công nhận đấy. Chiên nữa ấy. Mà anh cũng có vẻ hợp ăn nhà, đâu hợp cái gì? Damian à? Damian Kun. Cũng hơi mù lì nhỉ? Hơi cái đấy là hơi min đúng không? Đúng rồi, hơi min đấy. Tôi không biết hồi đi học ngày xưa của em ấy. Có bị hơi bully, hơi bạn nào min với mình bao giờ chưa? Cũng có chứ, nhưng mà đa phần là nó thuộc vào hồi cấp 1. Cấp 1 á? Cấp 1 lên nhà quê mà. Thế là thế? Địa phương. Hồi còn nhỏ là em cũng có một thời gian em ở dưới quê nhiều. Với lại là ngày xưa nhá, là em còn không nói được giống ngã. Thế là giọng kiểu hơi lai lái Nghệ An một chút. À thế thì chắc là đẫm, cũng hơi đẫm đẫm giọng quê nhà đúng không? Đẫm mà. Xong bị các bạn trêu á? Trêu kiểu thằng nhà quê à, kiểu chơi thằng nhà quê thứ. Vài kìa. Hồi đấy em lớp 3 có tuổi ra đâu? Tuổi ra nhớ cũng buồn chứ, kiểu làm gì có bạn đâu. Các thứ, với lại là thêm cái nữa là kiểu mới lên các boy thành phố các thứ, kiểu sang xin minh lắm, đứa nào cũng trắng trẻo các thứ. Em mình chưa quen à? Mình đi ăn châu nên suy nghĩ. Thế đấy, thêm cái nữa ấy, là cũng cay như này. Ngày xưa ấy là khi mà bị bully đúng không? Thì mình không biết nói gì. Với lại thêm cái nữa là chúng nó cũng kiểu chia bè, chia phái, kiểu thằng nào giống như kiểu là anh cả các thứ kiểu này là... Hiểu mọi đứa chơi là sẽ kiểu ai là đại ca kiểu thế. Thì mình cũng phải không? Thì mình bị bully những thứ. Thì em lúc đấy cũng kiểu nói chung là ngần ngẩn ra đấy thôi thì cũng cay. Nên là có một vài quả kiểu bị chúng nó trêu với bị chúng nó kiểu gọi là đàn ép quá, kiểu con run xèo lắm cũng quản. Thì là em cũng hơi động tay động chân tí. Cấp một nữa hả? Vì đấy người nhà quê mà thì làm gì cũng được, nói không được là đánh thôi. Nói là làm mà thôi. Tổ ra. Thế đột nhiên mình lại bị cái danh đánh bạn thay vì kiểu quả đáng nhẽ mình bị bully nhưng mình lại bị cái danh là bully bạn. Ô, thế á? Ừ. Cái hồi đấy là xong nha, cô gọi lên hay? Đúng rồi, cứ ngoách to không? Là bạn kia đánh con. Thế này đánh thì không được không? Nhưng mà ai biết được còn nhiều. Mình bị bully đâu. Mình... Nhưng mà những lần như thế em có vẻ nói bố mẹ hay là nói với cô? Hồi đầu thì không. Bởi vì... cũng tự ti mà cũng kiểu biết mình thân phận là nhà quê lên là thân phận là có tí gọi là hơi eo hèn tí là cũng không dám nói với ai. Thường thường anh nhớ là kiểu một là thứ hai hàng tuần hoặc là thứ sáu hàng tuần sẽ kiểu có họp lớp đúng không, chào cờ họp lớp. Đấy thì sau họp lớp thì cô mới kiểu giải quyết các thứ kiểu thì mới hòa giải các thứ. Thế thực ra là sao ấy, tất nhiên là những cái mà cuộc hòa giải của giáo viên chủ nhiệm thì tất nhiên là mọi người đều bằng mặt anh không bằng lòng đúng không? Nhưng mà cuối cùng sau cũng không bằng lòng là bởi vì em ngày xưa xong rồi em bắt gôn, em đá bóng không? Mình bắt gôn khá là ok. Đấy, thế là kiểu team thiếu thủ môn các thứ. Ngày xưa thì ai chẳng muốn lên đá đúng không? Nhưng mà em thì lại khác, em thích bắt gôn. Thế là đột nhiên kiểu là chân cứng ở trong đội luôn, tay cứng các thứ. Thế là đột nhiên chơi từ từ đột nhiên là thôi tại thành thân lại kiểu bình thường. Chân đấy là hết rồi, là lại bạn bè bình thường. Thế là lại bạn bè bình thường, là không bị bully nữa. Nhưng mà hết bao lâu lên Hà Nội xong hết cái giọng này? Thôi bây giờ vẫn còn mà, nên là em chẳng biết là hết bao lâu rồi. Nhưng mà em cũng đã cố sửa không? Rất là cố gắng để sửa, nhất là để đọc cái dấu ngã ấy. Thì cái đấy là thực sự là rất là vẽ, cứ vẽ nó kiểu đấy, nhưng kiểu nó rất là kiểu mọi người thấy thằng này thổi hơi kỳ thế rồi đúng không? Nên còn bé mà giờ đọc cũng bị tiêu hoài vậy. Nhưng mà về sau lớp hai bị như thế không? Không, thấy rồi. Cũng biết hồi cấp một rồi. Thì cũng nói chung là em thấy là kiểu về cái em sao rằng thế những cái sự cư xử mà nó tạo thành những cái pattern ấy nó rất là lặp đi lặp lại và dần dần mình sẽ thấy được cái pattern đấy rất là rõ ràng khi mà em mới làm YouTube mà làm về thời gian thứ đúng không?
À không, em bắt đầu là làm về tóc thì mọi người sẽ kiểu gắn cho em một cái là đấy chính là em chuyên về tóc, em làm tóc các thứ. Nhưng mà bản chất em muốn làm thì em vẫn làm về thời trang. Thì sau khi mà em đã có một gọi là một cái view base khá là ok tầm khoảng 20k sub ấy, thì em mới đẩy mạnh hơn về thời trang các thứ. Thì khi mà em đẩy vào thời trang thì em đẩy về những cái men basic các thứ, thì sẽ vẫn có người kiểu đấy, người ta sẽ thấy kiểu mình cái hình tượng của mình khác ấy, hay là một cái gì đấy kiểu nó hơi lạ ấy, thì người ta sẽ mua ly, thì người ta sẽ kiểu ủi mẹ thằng này chỉ tóc thôi, thằng này mẹ ăn mặc cái ổn đâu thứ kiểu, thì sẽ kiểu gọi đấy thành cyberbully. Thì nó cũng sẽ giống khá là y hệt so với ngày xưa hồi lớp 1 là lúc em sang, lúc em lên thì là em nói tiếng Nghệ An đúng không? Có nghĩa là mình sẽ làm kiểu một cái gì đấy khác. Đấy, thì mình làm một cái gì khác thì mọi người thấy lạ. Thì thay vì mọi người hiểu nó thì mọi người sẽ kiểu chế giễu nó hoặc là kiểu coi như là mình không thuộc vào cái đấy, cái nhóm đấy. Đấy, kiểu đấy. Thường là mình hơi khác biệt tí là hay bị mọi người nói ra nói vào soi mói nhiều hơn. Đúng rồi. Ngày xưa anh thì cũng không hẳn là bị cấp 1 thì chưa bao giờ bị bully cả. Cấp 2 cũng không bị bully bao giờ. Nên nói chung là không phải là bị bully lắm. Chung là anh cũng kiểu lên cấp 3 để bắt đầu ăn mặc nó hơi khác biệt mọi người đấy. Hồi đấy là cũng hip hop từ đầu mà xoay đầu mà thì ăn mặc nó hơi khác biệt, thì là cũng bị bạn này bạn kia lớp bên cạnh nói qua nói vào, cũng hơi kiểu có tí cũng biết cá nhân ở đấy. Bảo thằng này nói chung là dị. Đấy kiểu mẹ cứ thích tỏ ra khác người các thứ ấy. Nhưng mà cũng không hẳn là anh cố gắng tỏ ra khác người đâu, chẳng qua đấy là sở thích của mình ấy. Thì cảm giác chẳng lẽ mình không được làm chính mình vì cái sở thích của mình đúng không? Đúng rồi. Mình anh cứ thế anh mặc rồi anh học cứ bình thường thôi, nhưng mọi người lại nghĩ anh đấy là anh kiểu thể hiện rồi anh đang thái độ này kia kỳ đó, đúng không? Kiểu cố gắng để nổi bật ấy. Nhưng thực ra không phải thế, chẳng qua là anh thích hip hop xong rồi anh thích ăn mặc như thế thôi, nó thể hiện cái tính cách với cả lối sống của anh ấy. Nhưng mà cái lúc đấy thì anh thấy buồn không? Hay là anh cứ nhồng nhồng không? Cái lúc đấy các bà chẳng quan tâm, kiểu nó không hẳn là ảnh hưởng đến cảm xúc gì của anh ấy. Mọi người cứ nói, ai nói thì cứ nói kệ nhà gì à. Thế thì chứng tỏ là thế chưa phải bị bully. Người ta bully anh nhưng mà bully không được. Người ta chỉ gọi là có tí hết comment đấy. Đúng rồi. Không sao hết. Nói chung là lúc đấy cũng lớn rồi, không hẳn như Kiên. Kiên lúc đấy bé thì cũng chưa được sức đề kháng về cái đấy tốt lắm. Đúng rồi. Và kiểu cảm thấy nói chung là cũng emotional touch phết đấy. Thế à? Về nhà là cũng buồn à? Buồn chứ. Bố mẹ động viên gì không? Bố mẹ sau thì mới bảo kiểu cố gắng sửa này nọ thứ. Sửa giọng á? Kiểu đấy để mà kiểu hòa nhập thứ kiểu hồi đâu rồi hòa nhập vào từng lắm. Để blend in đúng không? Ngày xưa thì mọi người hay nói tức là hồi anh em mình đi học thì hay nói nhau qua kiểu đấy. Nhưng giờ có mạng ấy. Thường mọi người nghe tuổi cũng giang hồ online nhiều kinh ấy. Cái gì? Giang hồ mạng. Bây giờ thì nó đơn giản thế. Mọi người tiếp cận nhau dễ hơn, xong rồi chỉ lấp sau màn hình gọi phím. Trong cái mạng ấy, anh phải chấp nhận. Anh có phải nào nghĩ là hater hay các thứ? Chắc chắn là có. Viết 10 view, 600k sub về kiểu gì là có hater. Cái chuyện đến chuyện đương nhiên. Bây giờ cái vụ nào mà vụ anh cảm thấy là có kiểu tác động anh nhất, vụ nào anh cay nhất với thế nào? Vụ không hẳn là cay, nhưng mà trong cái quá trình mình làm YouTube ấy, cái thời ban đầu thì lúc mà mình còn ít sub ấy, cảm giác mình hơi kiểu underdog một tí. Thì rất nhiều anh em vào comment động viên. Thực sự là động viên luôn ấy, kiểu là uầy, bạn này đúng là kiểu làm nhìn thấy có tâm huyết với cả làm tỉ mỉ thế này, bạn này xứng đáng được nhiều người biết đến hơn. Rồi rất là nhiều comment gọi là động viên tinh thần anh ấy. Thế thì vui. Nhưng mà bắt đầu anh được chú ý nhiều hơn một tí, 10.000 sub, 50.000 sub, từ 100.000 sub thì anh cũng bắt đầu nhận được nhiều những cái comment, những cái lời nói tiêu cực nhiều hơn. Đầu tiên là họ so sánh mình với những người khác, mình không to bằng, không khỏe bằng người này người kia. Đấy, không vung tắp, mình hiểu xin phạm chỉ thế này thôi đúng không? Xin phạm làm sao mà so được thứ kiểu. Các bạn có thể không biết đâu, nhưng mà mình đã từng có thời gian mà anh đi lục hết tất cả comment để anh đọc. Anh tự search tên anh trên Google, anh vào từng cái forum một luôn. Anh biết là trên VOZ mọi người nói rất nhiều về anh. Nhưng cái hồi đấy là hồi mới làm khoảng được 1-2 năm. Trên VOZ mọi người bàn luận rất nhiều. Ông này tập theo ông này, ông này tập theo ông kia, xong mọi người kiểu cũng không hẳn là chia fan ra cãi nhau đâu, nhưng mà cứ kiểu so sánh đặt lên bàn cân ấy. Có một đêm đỉnh điểm anh đọc được quá nhiều. Thế là anh gọi điện cho editor cũ của anh, cameraman cũ của anh thấy anh quá rồi. Em thấy stress quá, chắc em không làm nổi đúng không? Kiểu nó thực sự là cảm thấy nó nặng nề luôn ấy. Mọi người dùng rất nhiều những cái từ ngữ. Lúc đấy không phải là góp ý theo kiểu thế nào nhỉ? Góp ý xây dựng rồi, là hơi miệt thị rồi ấy. Đấy, lúc đấy mà anh có chỉ khoảng mấy chục nghìn sắp thôi. Ôi thấy nặng nề vãi. Xong bảo là ôi anh ơi, em nghĩ thế này chắc không làm được nữa. Làm tiếp mà người ta cứ nói mình thế này chẳng chịu được. Thật có một đêm như thế luôn. Sau anh editor cũng động viên rồi. Ui rồi mày quan tâm bọn em thì 90 người ý, mình dâu chăm họ thì mình phải bỏ qua cái này để mình làm ấy. Thì là anh cũng tặc lưỡi anh làm, nhưng mà lúc đấy là anh bị một cái là anh rất để ý, lúc đấy tự nhiên mình kiểu bị nhạy cảm luôn ấy. Xem là có ai đang nói ra nói vào mình được không,
Thế là có một thời gian cứ hay đi tìm những cái comment tiêu cực để mình đọc. Đấy, tìm để tôi luyện à? Tìm để tôi luyện. Giống như kiểu là càng tăng tạ lên rồi mà lên cơ nhỉ? Không, chỉ mà xúc đầu. Phản ứng đầu tiên sau đêm hôm đấy là vậy, ẩn hết. À, ẩn hết. Chạy hết. Ừ. Coi như người đầu tiên là mình giả vờ mình không biết hết đi. Đấy, lúc đấy thì giả vờ không biết để mình kiểu cố mình làm tiếp ấy. Ừ. Xong về sau một thời gian thì mình cảm thấy là mình cần build up cái sức đề kháng lên đấy. Ừ. Thì bắt đầu đi tìm đọc. Tại vì anh nghĩ là có một vài comment thì thực sự là họ công kích cá nhân. Nhưng mà lẫn trong đấy có rất nhiều comment xây dựng góp ý. Nhưng mà lời lẽ họ đại loại là dùng rất nhiều lời lẽ kiểu nó hơi nói kháy. Nói kháy, kiểu hơi khay. Đương nhiên là mình biết là có những chỗ mình cần cải thiện ấy. Khịa hả? Nhưng mà họ cứ khịa mình. Đấy thì lúc đấy anh nghĩ là à thôi rồi, hết bây giờ chắc là cách đối đầu với bọn này là mình phải đọc xem bọn nó nghĩ gì trong đầu. Xem nó nghĩ mình kém cái gì. Để mình chứng minh lại cho bọn nó là tao còn tốt hơn thế nữa. Đấy thì lúc đấy em mới bắt đầu đi bò đi, anh tìm những cái comment đấy để anh đọc. Đối đầu với sự thật à? Đối đầu với sự thật và đối đầu với hater. Để xem mà tại sao bọn này nó lại ghét mình thế. Đấy thì đi đọc thôi, đọc một loạt xong rồi tìm cách để giải quyết xem là thực sự lúc đấy là cũng có tính lý trí rồi. Nhưng ngồi xuống nghĩ xem là đây là thực sự bọn nó đang chửi mình hay là thực sự mình đang yếu mảng đấy. Mình không để cái tôi của mình cao nữa. Đấy, để mình hấp thụ xem là mình học được cái gì từ cái này không. Anh nhớ bây giờ mà gặp phải một pha beef, pha kiểu hơi hating nhau qua lại, mà cái người hating ấy lại là người có tiếng trong giới, kiểu như là mình cảm thấy mình bé hơn, mà kiểu mà trên trong cái vid này em sẽ sử dụng từ ngữ hơi bô ba một tí để nó thể hiện thái độ thôi, chứ thực ra mình cũng không có ý gì đâu nhé, mà kiểu là cho đúng cái mood của câu chuyện nó tái thì kiểu người ta thính trượng hơn ấy, kiểu đấy. Rồi bắt đầu nói mình này nọ thì sẽ có cái lượng fanbase, sẽ lại là kiểu cái lượng mà là người follower đi theo thì người ta cũng sẽ kiểu diss mình, hay là chỉ đơn giản là viewer so sánh với nhau. Các anh lớn ở trong cái cộng đồng gọi là cộng đồng fitness này đi, thì thực ra là mọi người, anh thấy mọi người nhìn chung mặt bằng chung là khá là điểm. Có nghĩa là không hẳn là có ai, hoặc là anh chưa rơi vào bây giờ chưa bao giờ bị có ai mà có mục tiêu công kích để hạ bệ mình cả. Chưa bao giờ. Và tại vì thực ra mọi người cũng cùng hiểu với nhau là về thể thao ấy. Và thậm chí về thể trang thôi, không có gì là tuyệt đối cả. Đúng không? Cơ thể mỗi người một khác. Là không có gì đúng 100% người này hay là sai 100% người kia cả. Nó đều là cái sự học hỏi rồi xây dựng dần lên thì nó phù hợp với cơ thể mình thôi. Thế là mọi người rất aware cái điều đấy, rất nhận thức đến điều đấy. Thế là thường là có thể khác nhau về quan điểm luyện tập một chút thôi, nhưng mà đến mức là phải lôi nhau ra hạ bệ. Anh chưa bao giờ dính vào trường hợp đấy, nhưng mà cũng có một vài trường hợp thì anh chỉ học ở ngoài thôi thì cũng có, nhưng mà anh chưa bao giờ là nhân vật chính cả. Đấy, thường thì anh cố gắng làm sao, nói chung là mình, tư duy của anh là kiểu bớt thù thêm bạn ấy. Không để mọi người phải khó chịu với mình. Tại vì cái này đâu có gì ai đúng hoàn toàn, ai sai hoàn toàn đâu. Đúng không? Và anh cố gắng khách quan nhất, đấy là anh nêu quan điểm của anh. Anh nêu dẫn chứng của anh ra là theo khoa học các thứ thế này thì anh nghĩ là cái này khả năng cao là đúng. Đấy, thì mình sẽ phải có những cái cách để mình xử lý thông tin thôi. Thế thì chính là em nghĩ là về lĩnh vực của em làm mà sóng gió hơn ấy. Em là nó dễ vào việc cứu lắm ấy, kiểu không đưa ra quan điểm cá nhân hay cái gì, kiểu nó quá là cắt gỏng hay là cũng chẳng có cái sự phản bác gì ấy. Nhưng mà em cũng bị va phải mới vố về, gọi là cũng khá là, em phải nói thẳng là khá là ảnh hưởng đến tinh thần của em. Đầu tiên là chắc là những cái sự vụ lớn là nó sẽ như thế này nhá, là trước kia em cũng học Men's Style 101 đúng không? Thế thì sau cũng biết đến Sartorial, thì cũng học những cái luật lệ này nọ thứ, rồi cũng cố gắng kiểu làm theo thứ kiểu đó. Sau khi mà lúc đấy là kênh cũng phải đâu đấy khoảng 50k sắp thứ rồi. Thì mới kiểu nói chung là cũng gọi là lấy hết sự tự tin up một vài cái ảnh vào trong cái group Sartorial Guy, cái group lớn nhất về Sartorial Việt Nam ấy. Đã luyện được một ít Sartorial là luyện được ít thì là up thử để mà chia sẻ cùng với mọi người thôi. Phải bắp một phát là bị bass kiểu, nói chung là dĩ thì dị luôn, những cái bình luận kiểu rất là mean luôn đấy, những cái bình luận mà theo kiểu sao ra kiểu ví dụ như là ông ấy ở nhà may nào đấy nói cho tôi với để tôi còn né nha, xong rồi kiểu bạn này làm về YouTube mình thấy là chỉ được cái mã hoặc là các thứ kiểu giọng nói rất thinh trượng, nhưng mà làm thì đấy fit thì không ra cái gì thứ, nói chung là em cảm thấy như kiểu thay vì đóng góp một cái gì đấy xây dựng ấy, thì cái sự xây dựng ở trong đấy nó không có. Mà thêm một cái nữa là em lại bị rất là nhiều người có tiếng nói ở trong cái cộng đồng đấy, người ta comment như đấy, mà kiểu thực sự là mình cảm thấy mình thua thế là một chuyện nhé, nhưng mà mình cảm thấy như kiểu mình đang bị bully, bị cắn nạt đấy, bị tập thể đấy, mà lại bị bully bởi những người gọi là có tiếng nói trong cái cộng đồng.
kiểu như thế thì mình sẽ lại càng cảm thấy bị áp lực hơn, đúng không? Mình không có ai để giải bày cả, hay là mình không có ai để mà học hỏi cả. Cái quả đấy là cũng là một cái, em nghĩ rằng là bây giờ em nhìn lại thì em sẽ thấy đấy là một cái bước đột phá của em để em được như thế này. Bởi vì là lúc đấy em mới thực sự em kiểu cay, em mà thế này không được rồi, sao thời trang cứ phải nguyên tắc thế này các thứ mà kiểu phải A phải B, nếu không A không B thì là xấu hay là như thế nào đấy, thì em cảm thấy kiểu cay. Thế nên là em kiểu vứt editorial đi, em bắt đầu tìm hiểu hơn về những cái thứ kiểu rộng hơn, tại sao những cái luật lệ như này phá được cái hay không, với các thứ kiểu như là còn cái gì khác ngoài men size 1010 các thứ. Thì lúc đấy em bật hẳn ra thì em mới mặc là như thế này. Nhưng mà chính xác cái lúc đấy là nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của em rất là nhiều. Em chỉ muốn mấy cái vít mà chọn suit chọn vest ấy, là em chỉ muốn xóa hết mẹ thôi. Bởi vì em cảm thấy như kiểu lời nói của em nó không được value ấy. Và em cảm thấy như kiểu không là chỉ gọi là nhặt lá tim sâu không? Đấy. Kiểu đấy. Thế nên là quả đấy là cũng nói chung là ảnh hưởng đến tâm lý của em rất là nhiều. Nhưng mà cũng đấy, may là cái lúc em bật lại thì em bounce back, thì bounce back khá là tốt. Là em trở nên như thế này thì nó cũng là từ cái sự vụ đấy nó xảy ra. Nhưng mà thực ra em thì em lại không cố gắng bật dậy để chứng minh cái gì ấy. Em chỉ cố gắng bật dậy để em cảm thấy bản thân em đỡ kiểu cảm thấy buồn hơn. Chứ em không cố gắng phải chứng minh với người ta là kiểu tao cũng phải mặc được như này, tao phải mặc được như kia, mà em kiểu rẽ sang một cái hướng khác hoặc em đi cái kiểu khác luôn. Đến sự vụ tiếp theo thì là đấy, cũng đang lúc mà kiểu nhồng nhồng lên chơi designer brand rồi chơi local Nhật các thứ kiểu, thì tất nhiên ai cũng có điểm bắt đầu. Mà khi điểm bắt đầu thì chúng ta sẽ chưa thể nào mà là phiên bản tốt được, đúng không? Mình ai cũng sẽ phải đi học từ từ đây. Thì tất nhiên là những cái fit bây giờ em nhìn lại thì tất nhiên là mình phải nhìn thấy nó xấu thì chứng tỏ là mình đã phát triển rồi, đúng không? Thì công nhận là đấy, những cái fit đầu tiên của em khi mà mặc đồ local hay đồ designer hay các thứ thì tất nhiên là nó ngố rồi. Thì tất nhiên là kiểu nó chưa thể nào mà tốt được. Thì có một cái fit em vẫn nhớ đấy, chính là fit mà em chia sẻ với mọi người là những cái đôi giày designer của em mua, vì sao em lại mua và cái tư duy của em mua đồ như thế nào thứ. Một cách nào đấy thì em được lên stream của một streamer khá là có tiếng về thời trang, mà cái hội nhóm đấy cũng khá là nổi đấy. Thì em cũng được mọi người đưa cho cái link của cái link stream đấy các thứ. Thì sau em vào thì kiểu thật sự là kiểu em cảm thấy như kiểu mình bị attack một cách kiểu personal attack ấy. Người ta xem người ta úi xin mẹ thằng em mặc nhức, vậy kiểu mặc ổn ấy, nhưng mà ổn loài lìa kiểu như thế, nó không tạo dựng được cái tính giá trị gì ở đây ấy. Mà nó chỉ đơn giản xây dựng một cộng đồng tích cực mà họ đang tấn công một cá nhân tôi, họ chỉ tấn công theo kiểu gọi là đấy, tao có thâm niên từng này rồi, bây giờ tao thấy mày mặc xấu, mày mặc gọi là như cái double, thì bây giờ các viewer sau cũng sẽ kiểu ấy theo. Với lại là họ từ cái stream đấy họ nhảy sang kênh của em, họ cũng kiểu chit chat các thứ, họ cũng kiểu kháy, thì họ cũng sẽ kiểu ổn lắm ạ, tốt lắm ạ các thứ kiểu. Nói chung là em lúc đấy là em kiểu khá là bị attack luôn. Và một số người cũng gửi cho em cái link của cái link stream đấy em xem, thì công nhận là kiểu thực sự là họ chỉ lôi em ra làm trò đùa ấy. Với lại họ chỉ lôi ra kiểu họ lấy cái uy của họ, với lại họ kiểu đấy, thì em cảm thấy như kiểu là mình không có gì để nói lại. Bởi vì chính xác là họ cũng đã kiểu gọi là có tiếng nói trong cộng đồng. Thì bây giờ kiểu kể cả mình có phản bác thì mình cũng chỉ đơn giản là một con tiểu tốt kiểu đang bị gọi là phía trên lập xuống, kiểu thế. Cảm thấy rất là bất lực. Bất lực mà quả đấy là mình phải nói chuyện với ông anh Dương Tổng ấy, hai anh em kiểu nói chuyện giải bày các thứ phải mất 2-3 ngày. Ông anh cũng động viên, với lại là cũng kiểu gọi là làm vững cái tinh thần của mình lên các thứ. Chứ quả đấy là công nhận là cũng gọi là hơi emotional breakdown. Bởi vì là cái mình đang thực sự mình đang cố gắng ấy, để mình truyền tải, mình đang muốn kiểu chia sẻ cho mọi người, thì đột nhiên kiểu bị bash, với lại là kiểu bị một hội như thế kiểu vào nó ngu lên mình cũng kiểu khá là chua chát. Anh thấy cảm giác cái ranh giới giữa việc mà nói kháy hay là bully hay là góp ý một cách xây dựng ấy, nó mong manh lắm. Tại vì có những người anh biết là họ có ý xây dựng tích cực, có cái đóng góp, nhưng mà lời nói họ khẳng khái rồi khá là thẳng đấy. Thì mình phải nhìn nhận cũng khá là rõ ràng giữa những cái lời đấy và những cái lời nói kháy. Tại vì rất nhiều người vin vào cái cớ là họ thực ra muốn tốt cho Kiên Phạm thôi chẳng hạn, hay là muốn tốt cho Xin Phạm thôi chẳng hạn. Họ nói những cái lời lẽ rất khó nghe. Đấy, xong họ bảo là đấy là bọn mình đang cố ý xây dựng một đóng góp, ông bà là đúng, của cho không bằng cách cho, đúng không? Không nhận. Nếu mà thực sự muốn đóng góp thì anh nghĩ là họ sẽ có những cái lời lẽ theo hướng khác, đúng không? Chọn lựa từ nói nó kiểu khác, chứ không phải là cái gì đấy nó thật là của cho một cái cho mà cho nó thật, cho đi nó thật là đẹp. Đúng rồi, nó cho đi nó thật là đẹp. Chứ đừng nói kháy để người ta phải không có chuyện là gì nhỉ, khích tướng để người ta
phải gồng mình lên như thế, nó rất là cũng khá là đau đớn đấy. Ừ, công nhận. Với các kích kích tướng thì tùy trường hợp thôi, đúng không phải lúc nào cũng vịn vào đấy xong bảo là đấy là tao đã đóng góp rồi, đúng không? Đúng, công nhận. Nó mong manh lắm, làm tổn thương người khác như thế. Ừ. Mọi người không thể hiểu được, và tại vì mọi người ngồi sau màn hình mà, người không hiểu được là người ngồi đối diện bên kia màn hình họ cũng chỉ là con người thôi mà, đúng không? Người khác nói xấu có thể là nghe không trực tiếp đâu, nhưng mà đọc những cái comment dòng chữ nó cũng khía khá là đau. Ừ. Anh thì cũng có những lần như vậy đấy, cái hồi anh kể lúc anh mới làm ấy, anh cũng nhận được rất nhiều comment thế. Thực sự là người ta chỉ tìm kiểu vạch lá tìm sâu, với lại tìm những cái soi mói vào chi tiết ấy, gọi là chi tiết. Ừ. Nhưng mà thực sự là chỉ có những người mà mình không quen biết luôn đấy, thì tại sao phải làm vậy với họ? Thế em nghĩ là tại sao người ta lại thích làm hater, thích em cũng nghe chỉ đơn giản là thể hiện bản thân thôi. Kiểu họ muốn thể hiện họ có một cái gì đấy, kiểu ví dụ nhá. Đây kiểu ví dụ như fitness của anh chẳng hạn. Ừ. Kiểu sẽ có một vài ông kiểu tập đô hơn anh chẳng hạn, kiểu người đẹp hơn, thì người ta muốn thể hiện ra là kiểu thằng ấy bình thường thôi, kiểu tao đây này, tao mẹ không cần nghe theo thằng này, tao cũng kiểu làm được. Ôi xuề rồi. Làm gì đấy? Cất. Thôi dọn một phút nghỉ giải lao để cho một mình đi dọn cái nhá. Rồi, dọn dẹp một tí cho nó đỡ bị bầy hầy. Đang nói đến tại sao họ muốn làm như thế. Ừ. Đây em nghĩ là kiểu chỉ đơn giản là họ lôi mình ra làm trò đùa thôi. Với lại là kiểu họ cảm thấy như là họ trên cơ mình ấy, thì họ sẽ họ hơn người khác. Ừ, họ hơn được người khác. Hoặc chỉ đơn giản đấy là họ thấy ghét cái mặt mình. Không thể nào mà mình có thể làm cho tất cả mọi người cảm thấy thích mình được, đúng không? Thì đơn giản là họ chỉ thấy ghét cái mặt mình thôi. Thế à, có thể là họ chỉ kiểu muốn thỏa mãn cảm xúc cá nhân ấy. Ừ, thì họ chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc cá nhân với là đem mình ra làm trò đùa để giải trí. Mục đích thì cũng chỉ để là giải trí thôi mà. Cá nhân em thì em chỉ thấy là kiểu hater ấy, người ta được lợi. Chứ còn mình phản biện hay là mình cố gắng defend ấy, hay là fan defend ấy, tất cả càng thích, đúng không? Ừ, thì họ lại càng thích. Cho nên là chính ra khi mà có những sự vụ như kia thì mình có chia sẻ lên trên story ở trên Instagram ấy, thì mọi người cũng vào để mà động viên với các thứ ấy, thì cũng có những người có ý định là kiểu vào combat lại ấy. Thì thực ra em bảo là đừng combat làm gì cả, bởi vì combat mình là người thua mà, mình đang cố gắng kiểu chống đỡ lại những cái thứ mà kiểu không thể đáng ấy. Ở đây thúc thủ hận được đấy. Cho nên là kiểu mình cũng không muốn các bạn vào để bảo vệ mình làm gì, bởi vì nó rất là mất thì giờ, và kiểu nó chả giải quyết được một cái gì cả đấy, mà họ lại càng vui, họ lại thấy kiểu có đứa nhồng nhồng đấy, mình tự nhiên trở thành trò tiêu khiển ở đấy, mình đột nhiên cảm động đấy, mình đột nhiên trở thành trò tiêu khiển. Obito bảo là người nào không thích mình thì mình chỉ việc tránh thôi. Ừ, đúng rồi đấy, không biết gì thì tránh, nhất thiết là phải đối đầu để làm cái gì cả. Ừ. Đã bao giờ em gặp ai mà hoặc là gặp những người họ chỉ trích mình, hoặc những người kiểu như là kiểu hater online mà gặp offline chưa? Chưa, toàn online hết, chưa bao giờ. Anh thế. Ừ. Suy cho cùng là toàn online, đúng không? Ừ, suy cho cùng là toàn online. Còn gặp nhau ngoài đời online chả ai. Ừ, chưa ai dám làm gì cả, chưa ai kiểu có một cái gì. Nếu mà họ đấy, đã thực sự ghét mình như thế, tại sao gặp trước mặt mình họ không có đủ sự dũng cảm để nói ra những câu đấy này? Đúng rồi, kiểu thế đó. Chỉ dám nấp sau bàn phím thôi. Ừ. Thế nhiều khi đúng là chỉ họ chỉ tiêu khiển và giải tỏa cảm xúc của bản thân thôi. Như thế kiểu không công bằng ấy. Họ được phép giải tỏa cảm xúc của họ lên mình ấy, trong khi họ có thể 1001 cách tâm sự với bạn bè, tâm sự với gia đình, hay là tìm cách xử lý cái đấy bằng chính năng lực của mình, thì lại đi giải tỏa lên người khác. Thế nên anh thấy đấy là một sự không công bằng ấy. Ừ. Tự nhiên mình phải đi hứng chịu một cái cảm xúc của ai đấy. Nhưng mà đấy, em nghĩ ấy, là suy cho cùng gì đấy là cái mình lựa chọn mình đón nhận hay không. Chứ bây giờ kiểu ví dụ như họ lên đấy họ giải tỏa thì mình không quan tâm thì nó cũng chảy về phía mình. Ừ. Tất nhiên là họ có cái cách giải tỏa của họ là toxic, cái cách giải tỏa đấy, nhưng mà nó cũng chả liên quan gì đến mình. Thế nên đến bây giờ kiểu em cũng phải công nhận thật nhé, là đến bây giờ là em thuộc dạng gọi là tinh thần cũng sắt kim cương rồi, chứ không phải là thép luôn. Thực sự là em không quan tâm cho đến cái lúc mà kiểu đấy, cái lúc mà em gọi là công khai cái việc gọi là em phối về váy các thứ ấy, nó cũng cái lúc đấy nó mới gọi là đỉnh điểm của hater và chửi đồng ấy. Không cần biết lý do gì cả, không cần biết cái gì hết, chỉ cần chửi thôi. Có làm nghe về giải thích, không nghe mình trình bày luôn, đúng không? Ừ, họ không cần biết cái gì hết, họ chỉ cần chửi thôi. Cái đó là mẹ thằng này nửa nam nửa nữ, thằng này mẹ biến thái lăng loàn rồi đủ các thể loại kiểu. Nhưng mà cái đấy bây giờ đến lúc đấy đối với em nó lại không thể nào mà kiểu hurtful bằng cái lúc mà ngày xưa lúc em đang cùn. Ừ. Lúc em là bây giờ thì sức đề kháng tốt hơn rồi. Ừ, đấy, bây giờ sức đề kháng đấy, vừa có thằng comment hay nghe mình gay mà. Ừ, đấy nó chứ lăn quay kìa, hai thằng gay. Nhưng mà giờ những cái comment đấy thì cũng khá miễn nhiễm rồi. Ừ, thực sự là kiểu miễn nhiễm, với lại là kiểu mình chỉ biết là người ta chửi đồng ấy. Ngoài thêm nữa là kể cả là người ta có chửi theo kiểu gọi là lý lẽ lý do ấy, thì em vẫn cứ suy cho cùng lại là việc em làm thì ai ủng hộ và ai thực sự quan tâm thì người ta sẽ quan tâm, còn ai người ta không quan tâm thì họ sẽ không quan tâm. Anh cố gắng là kể cả khi mà mình bị người khác có hater, có chỉ trích hay là có
toxic với mình ấy. Anh cố gắng là mình không phản ứng với một cái thái độ toxic. Tại vì thực sự là anh muốn xây dựng một cái cộng đồng. Thực sự là anh muốn xây dựng một cái cộng đồng mà nó mọi người positive với nhau ấy. Mọi người truyền cho nhau năng lượng tích cực ấy. Thì nếu mà mình có nhận đến những cái năng lượng tiêu cực đấy thì mình đừng phản ra cho những người khác. Tại vì mình phản ra không phải là chỉ những người mà ghét mình họ nhận được, mà những người có thể những người ủng hộ, những người yêu thương mình, họ cũng phải nhận cái năng lượng tiêu cực đấy từ mình. Thì tốt nhất là anh cảm thấy là anh luôn cố gắng à, dù chuyện gì ra ấy, thì anh sẽ cố gắng positive nhất có thể. Để cho không chỉ anh cảm thấy thoải mái hơn, mà cả các bạn khán giả của anh, những người mà luôn ủng hộ anh từ con số 0 sub cho đến 600.000 sub bây giờ ấy, họ cũng không cảm thấy bị lên kênh xin phạm, họ thấy bị đè nén, hay thấy không khí nó nặng nề, hay là đang đôi co. Lúc nào lên kênh xin phạm anh thấy mọi người cảm thấy là có thể comment nói chuyện thoải mái, tươi cười nhất có thể, vui vẻ nhất, nhận được cái năng lượng tích cực từ anh đổ đi. Nhưng mà anh nghĩ sao về cái câu mà nước trong của hai thì không có cá? Bởi vì nhá, chính xác ra nhá, em thấy là em không biết, nhưng mà mình cứ tạm thời nói cho rộng ấy, là người Việt Nam mình đi, người Việt Nam mình thì rất thích toxic, cứ cái gì mà hơi kiểu drama, hơi kiểu gọi là thích hit drama, hit tập trước vừa thích nói. Kiểu vừa đấy tham gia vào cái cuộc trò chuyện ấy, với lại là bỏ một tí ý kiến vào ấy, kiểu gọi là hơi kiểu cấu nhẹ một tí ấy. Thì em thấy là kiểu hiệu ứng nó rất là tốt. Em lấy ví dụ nhá, đấy chính là series phiếm thời trang của anh Chí Minh Lê. Mình phải gọi là xác nhận lại một lần nữa với các bạn ấy là anh Chí hiền lắm, anh Chí hiền cực kỳ luôn. Nhưng mà anh Chí đã kiểu tạo được ra một cái nhân vật của anh ấy ở trên phiếm thời trang, và cái kết quả đấy các bạn thấy đúng không, nó rất là nổi và cái lực tương tác rất là tốt. Nhưng mà phần lớn các bạn thấy không, là nó đến từ cái sự toxic của mọi người, không phải là đến từ anh Chí, mà là mọi người viện được vào cái cớ đấy để bắt đầu đến để đi bully những người khác và đi bully những content creator khác. Mình biết là họ sai đúng không, nhưng mà mình hoàn toàn có thể đưa cho họ một cái góp ý, hay là mình có thể kiểu làm một cái video kiểu vui cười và luôn luôn kiểu spread love đấy, mình luôn luôn bảo. Nhưng mà mọi người đa phần là kiểu nhìn vào những cái xấu như thế, nhưng mà họ bắt đầu pick ra và họ bắt đầu đi toxic người khác, họ bắt đầu đi công kích người khác, vì đôi lúc là vì cái gì thì mình cũng không biết, hoặc là đôi lúc là vì những thứ mà thậm chí bản thân của những người đi bully đấy còn không hiểu vấn đề. Thì cá nhân em đôi lúc em cũng nghĩ là kiểu hay là mình làm mấy cái video kiểu dạng controversy, kiểu thích làm một cái có nghĩa là gọi là nôm na dùng hater làm bệ phóng. Đấy đúng rồi đấy, tạo ra tương tác đấy dùng hater làm bệ phóng, xong dần mình có thể cảm hóa được lại họ thì họ sẽ lại càng là fan tốt hơn, kiểu đấy. Hate me first, love me later. Đấy chuẩn and rewrite. Không, cái đấy thì cũng khó nói lắm, tại vì anh bù cái đấy nó thuộc phạm trù kiểu nhiều khi là mọi người dùng não để vận dụng những cái đấy làm truyền thông, làm media. Có những chuyện như thế, nhưng mà em thấy sao với những cái cách làm như vậy, em có thấy ok với việc đấy không, kiểu thực ra là vịn vào hater để làm mẹ phóng, hay là tìm những cái sự controversy đấy để boost mình lên? Cá nhân em thì em thấy nó là một cách rất là hiệu quả. Hiệu quả thật ở Việt Nam, mình phải công nhận luôn, nhưng mà nó lại không phải là con người của em, nên là em kiểu em rất là nể anh Chí, là tại sao kiểu anh có thể chịu được những cái sức ép kiểu kinh khủng như thế, mà nhất là một số những cái sự cố không đáng có đấy mà kiểu vẫn có một cái tinh thần nó như thế. Bản thân em thì em không làm, nếu nhá bây giờ em đang làm những gì là em đang tin tưởng là đúng, và em đang làm những gì là bản thân em đang muốn chia sẻ sự tích cực ra ngoài, thì có một số những hater hay là kiểu có hẳn một hội đồng anti tiên phạm đi, em cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà khi mà em đột nhiên đã raise ra một cái vấn đề nào đấy mà nó thực sự là gây tranh cãi, mà em thực sự gọi là công kích ấy, mà đột nhiên em cũng bị nhận lại, thì đến lúc đấy có khi em nghĩ là em cũng sẽ bị nhận sát thương, thì cái lúc đấy em sẽ khả năng cao là cũng emotional breakdown ấy. Nên là em cảm thấy là kiểu bản thân em chắc là em cũng không chọn. Đúng là nước trong quá thì không quá cá bơi, nhưng mà anh chỉ đứng lên bảo vệ quan điểm của mình khi cần thiết thôi. Có nghĩa là mình chỉ phòng vệ thôi, chứ mình không chủ đích mình đi tấn công người khác. Tới Nhật Bản này làm gì có bộ đội đâu, có đội vệ quân thôi. Khi nào có ai tấn công mình thì mình đứng lên bảo vệ thôi. Chứ mình không chủ đích thì mình đi xây dựng drama hay là tìm ai đấy để mình vịn vào hater làm bệ phóng cả. Anh nghĩ là việc đấy nó quá mệt mỏi với anh. Anh như thế chắc người yêu anh phải là bác sĩ tâm lý mất, thì anh mới có thể yên tâm được những việc đấy. Thế là biết tay tư như tay tư hơn. Còn không thì đi ngủ anh mở mắt mất, không chịu được. Cố gắng làm sao mọi người tích cực với nhau được, cuộc sống tươi đẹp mà, ngắn ngủi mà, tại sao cứ phải ghét nhau thế. Nhưng em cũng cảm thấy là anh cảm thấy ấy, người mà càng nổi tiếng ấy thì lại càng nhiều người muốn hạ bệ, một người kiểu công kích
Đúng rồi. Thấy một ngôi sao khổng lồ rơi xuống ấy. Đúng. Kiểu dập dình cảm giác đấy. Anh không hiểu tại sao mọi người lại thích cái cảm giác đấy. Em không biết, bởi vì chắc là do kiểu mọi người thích toxic, kiểu thích gossip, thích toxic các thứ. Cái đấy em chẳng biết được. Kiểu cá nhân em thì em chẳng quan tâm, kiểu em kiểu đời tư người ta thế. Trừ khi nào người ta kiểu như Vũ Hiền Hồ đấy chẳng hạn ấy. Ừ thì em sẽ không nghe nhạc nữa, như thế nào đấy thôi. Chứ còn để mà kiểu đi gossip rồi đi kiểu gọi là nói này nói nọ thứ, em cảm thấy nó mất thời gian đối với em ấy. Nghe em đi làm cái gì đấy ra là tại vì cuối cùng thì mình cũng đâu nằm ở trong câu chuyện đâu, mình đâu hiểu sự vụ gì nó thực sự diễn ra sao đâu mà để mình đi gọi là đi dèm pha đi nói chuyện về những thứ đấy. Thì anh nghĩ việc đấy không nên, trừ khi nào mà nó được đưa ra trắng đen công khai, pháp luật xử bảo đấy là phạm pháp, đấy là vi phạm suy đồi đạo đức trầm trọng chẳng hạn. Tại sao lại phải hạ bệ một ngôi sao làm gì, đúng không? Trong khi có thể cùng họ đóng góp xây dựng, đúng rồi, kiểu xây dựng cộng đồng đi lên, chứ còn cứ xem nhau để hạ bệ đi xuống. Cái đấy cũng là cái mà ngày trước anh Dương Tổng nói với em ấy, là kiểu về cái tư duy hạ bệ thì nó mẹ dập về lờ. Thì tư duy hạ bệ nó kiểu mẹ nó kiểu bị quê vách cả trưởng ra, trong nó nhìn kiểu content creator nước ngoài, kiểu mấy ông Nhật Bản đây, kiểu khi nào người ta cũng kết nối với nhau ấy, kể cả là người ta bé đến cỡ nào đi chăng nữa, kiểu những ông rất to nhá, kiểu ví dụ như là 300-400k follower trên Insta các thứ, nhưng mà họ không hề kiểu gọi là ra cái vẻ thịnh trường ta đây, kiểu hạ bệ những cái đứa bé hơn hay là hạ bệ những cái đứa mà có cái tiềm năng phát triển cao ấy. Mà họ kết nối với nhau rất là đã luôn ấy. Kiểu những người mà em kể tên thì tất cả là viewer của em đều biết hết, thì họ là một cái khối cộng đồng rất là mạnh ấy. Tại vì thực sự là nếu mà một người kết nối với nhau ấy thì càng ngày mình sẽ đưa được một cái cộng đồng nó càng ngày càng mạnh hơn. Đúng rồi đấy, kiểu ví dụ bình thường của Việt Nam kiến thức thời trang chỉ 3 điểm chẳng hạn, thì bây giờ anh em kết nối đưa dần lên thì cái tiêu chuẩn càng ngày nó càng cao lên, thì càng ngày thành 5 điểm, thành 6 điểm, 7 điểm, 9 điểm, thậm chí là 10 điểm. Cộng đồng sẽ cùng nhau đi lên, thay vì là thằng kia 5 điểm triệt hạ đi, đúng rồi, 3 điểm là thằng cao nhất, thì là tự nhiên mình đã đưa cái đúng rồi đấy, cái tiêu chuẩn nó thấp xuống đấy, đưa cái sự phát triển cộng đồng thấp xuống. Hay là kiểu ví dụ như mình 5 điểm, thế thằng 3 điểm bắt đầu chi tiết xuống, bắt đầu kiểu ui mày này gà kiểu các thứ, kiểu trong khi cộng lại thì hai thằng có thể là điểm 8. Ừ đấy, trong khi cộng lại hai thằng có thể đạt điểm 8 mà. Kiểu ví dụ nhá, anh em đây chẳng hạn, bây giờ nếu mà mình không collab với nhau, mình không có cái sự gọi là kết nối, đúng không, mà thay vì thế mình đi chỉ chết nhau thì kiểu đôi khi nó dẫm cả hai thằng ra, kiểu cả hai tự nhau kiểu kéo nhau đi xuống, kiểu bắt đầu cái thứ, trong khi mình có thể trong khi đó kiểu triển bao nhiêu đấy, mình có thể kiểu kết hợp hai người lại với nhau, đúng không, mình dẫn anh xin đi mua đồ, đi những cái shop ở Nhật Bản đây fit đồ cho anh xin đẹp, anh xin cũng tốt lên, rồi anh xin có thể giúp mình về fitness, có thể giúp mình về đây meal prep các thứ, mình cũng tốt lên, nên tại sao mình không kết hợp lại với nhau thay vì đi chỉ chết. Tư duy hợp tác nó mới là cái tư duy để phát triển ấy, kể cả là bạn có không thích kia, kiểu bạn không thích thì bạn được hợp tác là được, chứ kiểu gì việc gì mà bạn phải đi chỉ trích người ta. Kiểu thế, tại vì dù sao thì nếu mà người ta tiếp cận mình với một cái thiện chí thì nên để họ thoải mái làm việc của họ, chứ đâu phải ai làm YouTube hay là muốn nổi tiếng chỉ để trục lợi cá nhân đâu. Đúng, thực sự là có rất nhiều người muốn đóng góp vào cộng đồng mà, để cho mọi người cùng được tốt đẹp lên. Anh nghĩ đấy là một cái hay của YouTube, giúp mình có cái công cụ làm như vậy, nhưng mà nó cũng đồng thời đưa cho công cụ mọi người toxic hơn, đưa cho mọi người toxic hơn. Mà thực ra bây giờ toxic hơn ấy là nó nằm ở TikTok. Ừ. Đấy, đấy giống như kiểu em cho anh xem đúng không? Quả anh vừa mới mặc áo Uniqlo hay là anh vừa mới mặc kiểu hơi theo hướng cứ cho là Kiên Phạm đấy, chắc có vài ông vào kiểu xin Phạm mà chỉ đồ basic thôi. Đồ này xin Phạm mặc được. Ai chẳng có điểm bắt đầu, quan trọng là anh xin có thích không, quan trọng là anh xin có cảm thấy tự tin hay không. Chứ còn kiểu bây giờ bảo mê nên cấm người khác trải nghiệm, đúng không, được nhưng đi cấm người khác trải nghiệm với lại kiểu đi kiểu so sánh là kiểu mê thế này là không được, thế này không được. Cho đến dạo gần đây anh xin mới bắt đầu kiểu quay lại gọi là cái vấn đề thích ăn mặc. Ngày trước là anh xin kiểu streetwear quay đầu các thứ, xong khoảng thời gian thì anh chỉ tập trung vào fitness hơn. Tại vì đúng không, sau đợt đấy là hai mít xuống một cái là anh thấy cũng chán ấy, không muốn tìm hiểu hay đầu tư thêm về nữa, lúc đấy để nó hết giá trị ấy. Đấy thì bây giờ anh xin mới quay lại và anh xin kiểu thử nghiệm những cái thứ mới, một cái khoảng thời gian thử nghiệm, cái khoảng thời gian mà chúng ta bắt đầu lại thì tất nhiên là sau này khi chúng ta nhìn lại chúng ta sẽ cảm thấy là mình chưa ổn, nhưng mà như thế là chúng ta đang phát triển. Thì cái việc đấy tại sao mọi người lại phải chỉ trích, tại sao mọi người lại phải ý kiến này ý kiến nọ cho rằng là anh xin không hợp, anh xin thế này thế nọ, thế anh xin đang làm, đang cố gắng phát triển mà đã phải đến cái đích đâu mà bạn đã biết từ là anh xin không hợp phải không? Nhưng chính đẹp này mà cứ phải nói những câu chuyện khác. Thời tiết đẹp, công nhận đấy, thời tiết này thôi. Bây giờ mà kiểu ngồi đây kể về mấy cô người yêu cũ thì có khi cũng hợp à, cũng hợp đấy. Đấy, đột nhiên lại đang nói chuyện gì đến Damian Cun á, xong đột nhiên lại chuyển thành muôn lý này. Yeah, nói chung là cố gắng, mọi người cố gắng spread love. Công nhận này, spread love, không spread hate, spread love. Với lại là chính là việc mình làm mình cứ làm đấy. Ít ra là mình vẫn
mình vẫn tạo dựng được tiếng nói và kiểu mọi người vẫn có sự tin tưởng với mình, thì em nghĩ là nó vẫn là một cái động lực rất là lớn để mình tiếp tục mình phát triển, mình đi tiếp. Nói chung là anh muốn là làm sao để người, những cái người họ yêu quý mình nhiều hơn những người họ ghét mình là được. Chứ thực ra cũng không làm nào để triệt tiêu được hết 100% những người họ ghét mình ấy. Chắc chắn là có những thứ mình làm mà người khác không thích rồi. Có thể mình đúng, có thể mình sai ấy. Nhưng mà cái đấy, điều đấy sẽ không bao giờ thỏa mãn được hết tất cả mọi người. Đúng rồi. Thì cứ làm sao để nhiều người ủng hộ mình được nhất, nhiều người yêu quý mình là được rồi. Anh nghĩ như thế là sẽ thoải mái. Không nên chi li quá. Chi li cũng mệt lắm. Kiểu khi cái gì nói như Phan Quân ấy, là một người doanh nhân, thì khi mình bực hay khi mình toxic thì mình làm gì, thì mình đi ngủ đấy, thế là xong hết. Dậy mình hết bực mình lại làm việc khác, bớt toxic đi, thì em nghĩ thế nó cũng sẽ kiểu làm cho mình đỡ mệt mỏi hơn. Thế là một mình ăn xong cũng khá là lâu rồi đấy, mà nói đến cái việc này nó cũng sôi máu ấy, cho nên là cũng hơi chill một tí, phải bây giờ phải chill, tốt nhất phải thả lỏng lên một tí. Bọn mình chắc là đi chụp ảnh này, cái gì nhỉ, em quên mất rồi. À, như thường lệ thì trước khi kết thúc thì chúng ta sẽ nói là mình có chưa chưa Samadhi. Ok, later guys.